Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại Ủy ban phường Thạnh Xuân để giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà. Căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 5 và chiều sâu là 17,5m, thổ cư là 87m2, pháp lý là sổ hồng riêng. Căn nhà của chúng ta được thiết kế một trệt hai lầu với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, được chủ chào bán với giá là 5,8 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Đây là căn nhà mà Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị vào ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta có hướng là chính hướng đông và nằm sát ủy ban phường Thạnh Xuân, cách ủy ban phường Thạnh Xuân khoảng hơn 100m. Và đây là con đường trước nhà của chúng ta, có hai len và hàng cây xanh ở giữa, rất là rộng rãi. Chiều ngang của con đường trước nhà chúng ta có chiều ngang hơn 10m và là đường thông tứ hướng. Đây có lẽ là con đường đặc biệt nhất phường Thạnh Xuân vì có hai lane hai bên và hàng cây xanh ở giữa. Phía trước căn nhà chúng ta là một dãy nhà phố hai tấm. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa mặt tiền của căn nhà chúng ta, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, rất là đẹp nha. Phía trước căn nhà của chúng ta là một lớp cửa sắt 4 cánh và có hai trụ rào rất là cao. Tiếp đến chúng ta có một khoảng không khoảng 3m, có thể đậu được 5-7 xe máy. Bên trong thì chúng ta cũng có một lớp cửa gõ đỏ 4 cánh, rất thuận tiện để khi chúng ta mở rộng ra để đậu xe hơi vào bên trong. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan phòng khách. Phòng khách thì được gia chủ dán gạch cao lên 1m2 và xung quanh dán rất là nhiều tranh. Phía dưới thì được lót gạch bóng kiến 80x80. Tiếp đến chúng ta sẽ có cầu thang được lót đá hoa cương màu đen và tay vịn gỗ cam xe, kính cường lực 10 ly. Tiếp đến chúng ta sẽ đến không gian phòng bếp, rất là rộng rãi nha quý anh chị, do căn nhà của chúng ta có chiều ngang tới 5m lận. Thì cũng được gia chủ trang trí cho chúng ta một cái bàn đá màu trắng rất là sang trọng, đá tự nhiên. Và tủ bếp, kệ bếp, phía trên là hệ thống đèn trần thạch cao. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến về phía sau, chúng ta có một phòng ngủ rất thuận tiện cho những gia đình có người già, người lớn tuổi làm phòng ngủ dưới tầng trệt. Và phía sau cùng của căn nhà chúng ta là hệ thống giếng trời và một nhà vệ sinh cũng đầy đủ các công năng, vòi tắm lavabo, nhà tắm riêng biệt cũng được gia chủ dán gạch cao lên khoảng 2m, rất là sạch sẽ. Và đây là cái giếng trời dùng để lấy gió lấy sáng cho tầng trệt và tầng 1, tầng 2. Và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ nhìn lại không gian từ sau tiến về phía trước, phòng ngủ, nhà bếp và cầu thang và phòng khách. Căn nhà rất là rộng rãi nha quý anh chị. Phúc xin nhắn lại, căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 5 và chiều sâu là 17m5, hướng chánh đông, được thiết kế với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh và được chủ chào bán với giá là 5,8 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ cũng sẽ hứa bớt lọc lá cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ tham quan không gian tầng 1, có một phòng ngủ phía sau và một nhà vệ sinh ở trong phòng. Phía trên cũng được trần thạch cao và hệ thống đèn led rất là đẹp. Đây là nhà vệ sinh ở tầng 1, lầu 1, rất là rộng nha quý anh chị. Phòng ngủ này có chiều ngang là 5m và chiều dài là khoảng hơn 6m, rất là rộng rãi. Và đây là phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước thì được thiết kế với không gian mở và hệ thống ban công được đưa ra khoảng 1,5m. Phía trên là trần thạch cao và hệ thống đèn led. Phía trước ban công rất là rộng, được kéo dài ngang hết căn nhà. Và chúng ta cũng có một nhà vệ sinh riêng ở trong phòng, cũng với đầy đủ các công năng lavabo, vòi tắm hoa sen,
và hệ thống nhà tắm riêng biệt. Và cũng được gia chủ dán gạch lên cao khoảng 2 mét. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến lên không gian lầu 2. Lầu 2 thì có một phòng ngủ phía sau và một phòng thờ phía trước và hệ thống sân thượng phía trước rất là rộng rãi. Căn nhà của chúng ta thì nằm sát ủy ban phường Thạnh Xuân, trong bán kính 300 m chúng ta có chợ Thạnh Xuân, phường ủy ban phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và trường cao đẳng điện lực, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ. Và từ vị trí căn nhà chúng ta đi khoảng 4 km là chúng ta về tới Nguyễn Oanh, Gò Vấp, và chúng ta tiếp tục đi thêm khoảng 3 km là chúng ta sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và cũng trên con đường này chúng ta đi thêm khoảng 4 km là chúng ta về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà sổ hồng riêng có diện tích rất là đẹp, chiều ngang 5 và chiều dài là 17m5, được xây dựng 1 trệt 2 lầu và được chủ chào bán với giá là 5,8 tỷ. Mức giá rất là tốt, nằm trong khu vực phường Thạnh Xuân. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 2 xe ô tô và có cái len cây xanh ở giữa. Và đây là hệ thống sân thượng phía trước, rất là rộng nha. Đây chúng ta có sẵn một bộ bàn ghế đá và không gian còn lại cũng rất là rộng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến về phía trước để nhìn thấy những ngôi nhà hàng xóm của chúng ta. Đây. Và đây là con đường trước nhà của chúng ta, có 2 len và hàng cây xanh ở giữa. Rất là hiếm nha. Thường thì đường thì ít có hàng cây xanh ở giữa để tạo bóng mát. Có lẽ đây là con đường duy nhất ở phường Thịnh Xuân có 2 len và hàng cây xanh ở giữa. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà, và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn tường từ căn nhà của chúng ta ra phường Thịnh Xuân và trục đường chính Hà Huy Giáp cho quý anh chị xem nha. Đây, con đường trước nhà của chúng ta, len phía trước nhà của chúng ta, phía bên kia chúng ta còn một len nữa. Và phía ở giữa là hàng cây xanh tạo bóng mát. Đường vào căn nhà của chúng ta là đường 2 xe ô tô né nhau. Và đây là trục đường chính TX25, nằm sát ủy ban phường Thạnh Xuân. Và đây là ủy ban phường Thạnh Xuân. Và chúng ta tiếp tục đi thêm khoảng 200m nữa chúng ta sẽ tới trục đường chính Hà Huy Giáp, cút ngay ủy ban phường Thạnh Xuân và ủy ban phường Thạnh Lộc. Một vị trí rất là đẹp nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và giá đất ở phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý anh chị.